Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Hi, xin chào các bạn, tôi là Kareka. Ngày hôm nay mình với Kareka đang đi xuống một cái bayru, một cái xóm mà mọi người, xóm này có tên gọi là Karianga. Ở cái xóm này thì cách trung tâm thành phố Đà Lạt Tàn Đu của mình thì khoảng tầm độ 8 cây số. Kareka cũng có nói là ở đây có một cái người quản lý trong cái khu vực này mọi người. Thì giống như kiểu là cái xóm trưởng hay là cái gì đấy, xóm trưởng đấy. Là trong cái khu vực này là anh ấy là cũng có nuôi lợn này, rồi nuôi gà này. Đấy. Đợt này thì mình cũng muốn là mua một con lợn con về để chiêu đãi các bạn mọi người. Thì mình thử đi tìm xem. Với cả là đợt này là làm chuồng trại ấy, thì mình cũng muốn lên xem là cái giống lợn ở trên này nó có ok không đây, để bữa sau là mình lên đây mình mua một ít về mình nuôi ấy. Làng này có lẽ là thành lập năm 1972 này. Đấy, ở sau mình đây là có cái số 1972 đây mọi người. Đấy. Đây này. Ở xung quanh đây thì mình cũng có thấy là có những cái trường học này, rồi như ở chẳng hạn như chỗ này là có cái gì đây, cái Isuke Post Medico. Posto Medico, giống như kiểu là trạm y tế mọi người. Đấy, một cái trạm y tế mà cái phong cách xây nhà này là kiểu của người Bồ ngày xưa ấy, Isuto do Construção do Português. Dạ. Colón đó này. Dạ, Colón. Đấy, họ xây rất là thẳng thắn này. Xây rất là thẳng thắn với cả là cũng có những cái họa tiết ấy mọi người, họa tiết ở trước cái nhà ấy. Isutavake. À, essa aqui o Colón antes fazer para sair água. Chafariz. Então, toda água aqui antes sair, agora há muito tempo já não fazer mais água sair. Boa tarde, boa tarde. Ei, a saúde. Saúde boa. E essas forças vêm da Machamba. Những cái làng này thì cũng khá là cổ mọi người. Tại vì là chẳng hạn như ở cái khu vực kia này, khu vực xa xa kia là có những cây xoài to lắm. Mas ele aí vê antes colono fazer todo pessoa tiver roupa suja. Então ele colono pensa não mais no rio. Então abrir água aqui e lá todo pessoa lavar. Ah, aquele. Yeah. Ở phía bên này là có một cái gì nhỉ, là một cái mà chỗ mà để mà giặt giũ quần áo á mọi người, rất là to luôn. À, sau này là cái posto medico này, cái trạm y tế này mọi người, sau chỗ mình này, này. Trạm y tế. Trạm y tế. À. Posto medico. Posto medico. Đấy. Ở bên này là trường học này. Isso é escola. Dạ. Escola também tempo de colônia. Sim. Tempo colono, mas agora o governo, tipo, tudo, a planta, colono. Agora, depois ficar muito antigo, o governo, como aqui, escola que pensar, já não mais construir mais outra escola. Escola ficamos aqui antes. Reconstrução. Então, só pintar, só já. Ah. Ele já não, chapa, mas, como já é um pouco mais chapa, novo, e pintar só mais. Yeah. Só. Tá bom. Boa tarde, boa tarde. Đây, đây là cái chỗ mà để giặt giũ ấy mọi người. Wow, bên grande. Cái chỗ này là phải mình để tính xem nào. Khoảng từ đây, từ chỗ này mà sang kia là cũng tầm khoảng tầm độ 4 mét đấy mọi người. 4 mét này. Còn từ đây cái chiều dài của nó bao nhiêu này? Khoảng tầm độ cũng phải chục mét đấy. Đấy, nó rộng. Họ cũng làm cái răn răn như thế này để mà tra quần áo cho nó sạch đó mọi người. Đấy, những cái đường đường kè kè như thế này này. Mà nessa tempo tem mais água ou não? Não. Não tem mais? Não, não mais. Oh, assim, aqui não lava mais? Aqui já não lava mais. Ah, é? Aí. E também o governo agora não tem muita experiência. Como é que, o, que antes a canalização do canalização. Yeah. Água, encheu água aqui só assim, meter lavar. Agora aqui também chafariz, também o pessoal querer beber água ali cheio, então aqui o pessoal pode ver cartar água aqui. Yeah. Ua. Đấy, mình là con người rất là hoài cổ ấy, mọi người, nên là những cái gì cái giá trị gì thuộc về cái lịch sử ấy là mình rất là thích thú. Đấy, ở đây là cặp người Bồ là họ cũng làm theo cái hình thức là cắt những cái mạch này thành kiểu dạng hình viên gạch ấy, đi qua adobe.
Đấy, đây này. Tijolo luôn. Isso tijolo. Dạ. Não é ele cortar assim? Não, cimento. Cimento depois ele cortar assim? Esse aqui já é um tijolo. Fazer divisão tijolo. Então ele fazer isso já tudo bonito. Ah. O careca vai abraçar aquele mangueira. Ué. Vai. Torne lá. Torne. Mangueira essa aqui é muito tempo, ó. Muito tempo, muito doce. Ê, này, nó to chưa này? Nó to. 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 Đấy. Thì xoài này có lẽ là không biết bao nhiêu năm rồi đây, mà nó cực to luôn mọi người. Ở kia là có hai cái nhà cũng kiểu kiểu như là phong cách của Bô này, chắc là ngày xưa là người Bô là họ xây lên để họ ở ấy. Tempo. Tempo língua Vietnam fala como? Thời gian. Nhà thời gian. Nhà thời gian này como? Nhà. Casa. Antigo é. Casa antigo. Dạ. Casa antigo fala nhà cũ. Nhà cũ. Nhà cũ. Thời gian tipo tempo muito tempo. Assim fala rất lâu rồi. Cũ rất lâu rồi. Rất lâu rồi, rất qua là rất nhiều ấy. Rất là tipo muito tempo. Rất lâu rồi. Đấy. Những cái ngôi nhà này là từ cái thời gọi là Bô thuộc ấy. Đấy, có những cái phong cách gọi là làm kiểu hình ô thông gió này. Đấy. Ở đấy thì người Bô họ cũng là làm những cái móng theo kiểu dùng những cái viên đá to như thế này này để làm móng này. Ở bên kia cũng về này, cái móng nhà thì khá là cao mọi người. Đấy. Caboclo bem comprido. Vemos aqui a fazer uma cena histórica. Mana meu. Quem? Mana vô. Irmã meu. Irmã, ah. Também vivo aqui. Vivo aqui lá. À frente. Sí. Yeah, yeah. Ese bairro foi mesmo lá. Longe? Yeah, longe mesmo. Nós vemos aqui, nós vamos aqui fazer, nós vamos aqui fazer histórias, yeah. Ah. Como é que aqui é Angola, yeah. Trabalho. Yeah. Então, ele mostra para aqui para a gente buscar alguma coisa. Yeah. Esse bairro bom. Yeah. Bom, mas não tem água. Não tem água? Água mesmo. Assim, não, assim nós buscamos água onde? Nós vamos lá embaixo buscar água suja. Aonde é longe? Longe, mesmo lá no fundo. É. Nós tínhamos a torneira lá. Roubaram a bomba. Bomba roubaram. Ah. Sim. Roubaram a bomba até hoje. Estamos sofrendo de água. Yeah. Aquela água que está vindo, casela, assim. Estamos saindo aqui para encartar lá na baixa. Coordenador não fala com o governo? Nós fomos lá, tanto que falamos, tanto que pedimos. Não estamos nos dando a bomba. Estamos sofrendo mesmo assim. Também. O povo junto com o coordenador já ia até reclamar. O governo não olhava. Nós estamos aqui nesse tanque. Então vem a carro um mês, faz um mês, depois vem o carro. Um dia só. Mete água um dia, acabou. Até um mês. Sim, um carro só pouco, só 18 metros cúbicos, mas sim. Agora um bairro e não consegui. Sim. Yeah. Temos esse bairro aqui e temos aquele bairro. Estamos a sofrer mesmo. Yeah, yeah. Água mesmo não, luz temos. Comida temos, água mesmo tá mal. Ở đây là một cái là xóm cách thành phố có 8 km thôi, cách Đà Lạt Tân Đô 8 km, nhưng mà chính quyền ở đây họ cũng không gọi là hỗ trợ cái một cái máy bơm để mà hút nước lên ấy. Mặc dù ra có giếng khoan nhưng mọi người isso água é coisa de furaça. Furação. Sim, onde estava a bomba, tinha um buraco, tinha um cavado. Ele subia com a bomba. Yeah. A bomba puxava e metia lá a torneira. Sim. Yeah. Depois o gatuno veio, roubou a bomba e foi embora. Ficamos assim. Yeah. Tiramos lá água lá, distante, água suja. Sim. Yeah. Tá, mano? Sim. Yeah. Eu passar mais um outro casa. Tá bem, yeah. Tá bem. Dá licença, é? Yeah, tá. Antes, água muito bomba ficar na água. Toda água sai baixa, subir de bomba e despachar tudo.
Đây, ở sau mình, chỗ mình đây là cái chỗ mà đặt cái giếng khoan này, bơm nước lên trên đấy đấy. Mucho tiempo que aquí no 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 portugués, chinés, vietnamés nunca más veo ni ya que sabe aquí el barrio como como. Agora tu vas a ver se estava pensando também se você quer querer ajudar, né? Vou meter água aqui. Ah, é. Đấy, ở đây là cái một cái ngôi nhà mà kiểu theo phong cách của Bồ Đào Nha này. À, họ cũng có sử dụng những viên gạch gọi là gạch đỏ mà núng này, gạch núng này này. Và làm rất là đẹp nhé. Họ xây rất là thẳng thắn này. Với cả là cũng làm những cái đường chỉ như thế này này. Để nhìn cho có cái tiết tấu, có cái hoa văn đó mọi người. Đấy. Ngoài ra thì ở trên những cái cánh cửa sổ này thì họ cũng làm cái như thế này, đắp cái chỉ như thế này. Ở phía trên này cũng vậy này, đắp cái chỉ như thế này. Cái khung này thì cái khung cửa này thì mình nghĩ là cũng là cái khung cửa của thời Bồ Đào Nha này. Isso também é tempo português, né? Tudo aqui. Tại vì họ làm cũng rất là sắc cảnh ấy. Sắc cảnh và có đường nét lắm này. Đấy, chẳng hạn như trên góc này. Ở phía dưới này thì hỏng mất rồi. Mùa này thì dân bản ở đây họ cũng đang tiến hành cái công việc là phơi cái bom bó mọi người, à quên, cái củ sắn đó mọi người, sắn khô ấy, bột phun. Depois pergunta si aqui tem pessoa vende bom bó. Mamá, boa tarde. Mamá, me convida só no almoço. Talvez jamais. Aquele casa do adobe, também colônia? Essa? Ah. Essa também colônia. Essa aqui também casa colônia. Mas antes já rebocar, mas depois muito tempo já todo o reboque sai. Aí. Đây, có một cái ngôi nhà này thì là cũng là một ngôi nhà từ thời Bồ thuộc. Nhưng mà mình thấy cái kiến trúc của cái nhà này khá là đẹp này. Rất là chắc chắn này. Đấy. Thoạt đầu thì mình cứ tưởng là cái nhà đất này là của người Angola làm. Nhưng mà không phải, bởi vì là mình nhìn thấy theo cái hình thức là cái chộp của cái ngôi nhà này ấy, nằm ở ngay phía giữa, phân giữa mọi người đấy. Người Angola thì hầu như là họ sẽ làm cái ngôi nhà chỉ có một mái thôi. Và cái mái thì nó không có cái độ dốc ấy. Nhưng mà cái nhà này thì làm cái kết cấu mái nhìn rất là đẹp và chắc chắn này. Đấy. Kể cả ngay cái chỗ khu vực này này. Ở đây là những cái thanh gỗ này là mặc dù là bị mọt mối hết thôi. Nhưng mà nhìn nó vẫn là có theo một cái kết cấu rất là đẹp này. Đấy. Ngoài ra ở cái bức tường này là cũng có áo nha mọi người. Đây này, đây là cái phần xí áo này. Isso reboca. Dạ. Essa que reboca mesmo sem não foi la cimento. Não foi la cimento. Essa aqui eu pensar tipo não é la cimento mesmo. Ah, lodo. Lodo uma reboca bem. Ah. Đây. Bạn Carica ấy, bạn bảo là cái này áo không có xí, đúng không mọi người, không có xí, chỉ có cát, kiểu như đất mà trộn với cả cát đấy. Đấy. Muito tempo não será cá. Muito bom, é. Isso é português fazer. Đấy, hầu như là ở phía dưới là bị trôi hết rồi. Còn chỉ còn ở phần phía trên là có tôn nó che mọi người. Thì nó chưa bị trôi, còn những cái phần ở phía dưới tường và chân móng thì bị trôi hết đấy. Cái nhà này thì mình nghĩ là kiểu như là cũng làm cho người Angola ở thôi, chứ không phải là người Bồ đâu. Kiểu như là dành cho những ai mà họ kiểu như họ theo bên phe của Bồ Đào Nha mọi người. Đấy. Những cái người tay sai đấy thì là sẽ được ở trong những cái ngôi nhà mà như thế này. Còn dân thì có lẽ là họ cũng cho ở những cái nhà đất hoặc là nhà rơm bình thường thôi. Đấy, ở đây là cái kết cấu của nhà này khá là vững chắc nha mọi người. Ở đây có còn một cái cột rất là to này. Cột nhà ở đây thì nó có cái chiều rộng khoảng tầm độ là 35 phân đấy. Đấy. Chắc cùng tới cái nhà của anh xóm trưởng rồi. Ở đây thì mình thấy có gạch block này.
đang xây cái hàng rào hay là làm nhà dở dở, đang dang dở gì đấy. Đấy. Cũng có cây bông này mọi người. Đấy, bông này là cũng là thời từ thời Bồ Đào Nha họ từ đây họ trồng ấy, bắt dân bản địa đấy trồng rồi để xuất khẩu ngược về lại Bồ Đào Nha này. Đấy. Xung quanh đây là mình thấy khá là nhiều cái cây bông này đấy. Wow, gà rất là nhiều luôn nha. Bỏ ta đi, bỏ ta đi. À sao đi? Đam xe xe á? Yeah. Wow, gà lý nha mũi tu. Nhà anh này nuôi được nhiều gà chưa này? Wow. Mũi tu. Mũi tu đi nhé đu. Gà nhiều lắm. Gà nhiều lắm. Ừ. Posso fazer vídeo, né? Posso, dá pra ver. Essa aqui é irmão meu. Irmão? É. Então você é tudo familiar aqui. Yeah. Ele é irmão meu. Ele, antes, quando eu também era criança, ele ensinava muita profissão eu. Ah, tá bom, tá bom. Então, eu sempre chamava ele de pai. Ah, é? Ele ensinava a fazer pão. Ah. Ele sabia fazer pão, ele ensinava eu. Ele ensinou a aprender a construir, ele ensinou eu. Ah. Eu também, antes também, não sabia nada, trabalhar com lavra também, ele ensinou eu. Ah, é? Muita coisa ele ensinou eu. Boa, muito bom. Yeah. Mas ele é só um coordenador aqui? Coordenador. Aqui eu dar aula de agricultura. Ah. Yeah. Tipo, ele é professor. Jango ali. Tipo, ele também é professor e ele deu aula, dá aula nas crianças, ensina educação, ensina também escola. Yeah. A escola grande, todo o pessoal aprende. E também ele é professor e coordenador, ele ensina como plantar mandioca, como ele também ensina como meter milho, ele ensina como criar animais, ele ensina também, né? Ele fazer ração, galinha própria. Ah! Eu também fazer germinar. Ele fazer trigo. Depois, juntar com terra, germinar, criar substância orgânica e dar nas aves. Assim, trigo planta onde? Ele lá, embaixo. Ah, embaixo tá plantar, consegui plantar bem. Consegui, arroz também, meteu também. Arroz também? Sim. Uau! Escola, escola de agricultura. Ah, é? Sim. Depois tem tempo da eu ir lá ver, já? Já, vai lá. Aí, né, com bảo lá. Trong cả, được cả lúa với cả lúa mì luôn mà người, đây là cái cây lúa mì này. Cái hạt lúa mì mà kiểu như mình để làm bánh mì rồi cả kiểu ấy, bột mì là từ cái hạt này ra đấy mọi người. Đấy. Này. Porque ela assim, a galinha fica mais nutrida. Sim, sim, sim. Ela... Ah. Yeah, tá bom. Isso galinha vende? Depois de reproduzir, vender. Ah, é? É. Depois me vende também? Já, depois vamos vender, já. Então só galinha? Não tem mais outro? Porco também tem. Porco tem aqui? É, criar também, mas não vender ainda. Ah, eu com careca hoje vem para comprar. Nada. Nada? Já. Yeah. Porco aqui dentro? É, está guardado ali ainda. Yeah. Na casa, estamos a fazer lá. Ah. Ali, aí. Aqui, đấy, anh ấy là đang xây dựng cái nhà chỗ này mọi người. Để mình đi vào trong này xem thử coi là ở phía trong này thì anh ấy chăn nuôi như thế nào. Bố xuyên trả nhé. Đấy. Đấy, nhìn họ làm cũng là có cái kỹ thuật đấy. Cũng chăn nuôi kiểu là bài bản đấy mọi người. Đây này, cũng có là cái để mà cho uống nước này, cho đồ ăn này. Ở dưới này thì anh ấy cũng sử dụng cái gọi là cái bút mút cưa ấy. Đấy, bao cưa, mút cưa. Đấy. Luz também se desenvolve bem. Energia a crescer. Ele sentir frio, ficar aqui. Tá bom, tá bom. Yeah, muito lâmpada bom. Lâmpada só uma, outro, tudo queimou. Đấy, anh cho mình xem cái lớn bên này. Wow, boy.
Esse é a mãe. Aqui não vende? Não, não vende ainda. Cria só ainda. Ah, é? Eu quero comprar para também criar. Depois, quando tiver já. Tá fixe. Então aqui não tem pessoa vender? Não tem. Ở cái làng này thì nhà mình cũng không tìm được lợn mọi người ạ. Bây giờ mình với cả Gareka là sẽ đi sâu vào trong này. Này thì cũng được cái anh xóm trưởng anh cũng có giới thiệu vào một cái làng ở trong này. Thì bây giờ hai nhà mình sẽ đi vào trong này để xem thì coi là có kiếm được không. Đấy, đường vào trong này thì cũng khá là khó đi mọi người ạ. Aquí será ten. Aquí bairro não tem. Bairro tem. Bairro todo. Bairro todo. Exato. Você conhece aqui? Exato. Eu conheci aqui. Ou aqui não sabe onde vender aquele feijão tipo pau. Ué. 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 Não sei. Nós perguntar. Tem que perguntar. Depois vai aquele no bairro dentro assim perguntar. É? Exato. Pergunta, mas não falta. Aquele boi? Aquele Thor. Thor? Bây giờ là mình chắc là phải để tập trung chạy xe ra nha mọi người. Đường khá là sóc này. Đấy, còn đằng kia thì mình sẽ lại ghi hình tiếp cho mọi người xem. Nhà mình đi tới chỗ khúc này thì phải để xe lại ở phía sau rồi. Tại vì ở ngay chỗ này thì là có một cái con đường tàu nó đi ngang qua ấy. Nên là mình xe nhà mình không thể đi được. Phải để xe ngoài đấy. Mình chỉ đang tính là đi về, nhưng mà Gareka thì bạn ấy bảo là ở trong này cũng có một cái ngôi làng khá là thú vị ấy. Thì mình sẽ đi vào trong này mình khám phá luôn xem cái ngôi làng này có cái gì hay ho không mọi người. Đấy. Này. Chỗ này là cái đường tàu này. Đường tàu này là xe mình không thể đi qua được ấy. Đấy. Đây. Rồi, bây giờ cái hành trình của nhà mình thì ở ngoài cái làng mà ở Karianga ngoài kia đi vào đấy thì tầm khoảng 5 cây số. Đấy, bây giờ là không biết là tiếp tục đi vào trong này có xa nữa hay không. Mai anh đã lo chứ? Nhiều à? Xa. 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 Là xa. À. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, Gareka là bảo là đang còn xa lắm mọi người ạ. Ở trong này thì mình không thấy là người dân họ trong cây cối gì ở trong này. Có lẽ là không còn nước ấy. Aki no ten ryu? Kasimba. Aki no ten tove no ten peso faze lavra aki. Đây. Tudo capi. Xung quanh mình là toàn là cỏ thế này. Đấy. Ai ấy. Esse tempo ainda não tá bom, né? Anh em mình như kiểu là đi rửa thảo nguyên đó mọi người. Xung quanh là toàn là cỏ đây. Đấy. Mỗi cỏ thôi. Chỉ cái cỏ tranh này rất là nhiều. Tudo capi. Aqui se tem leal, eu com você morreu. Não tem como, pra quê? Leal. Vai correr. Não consegui, correr como? Não vai conseguir. Corre aqui. Nada. Cái mùa này là cái mùa cây cỏ tranh bây giờ nó ra hoa này mọi người. Nhìn đẹp không? Đấy.
trắng phao luôn, đẹp. Nhưng mà đợt này là kiểu như mùa khô ấy, là người dân họ cũng đốt này, chắc là họ đốt rồi nó lan ra mọi người. Hiện tại thì mình cũng đã có mặt tại cái ngôi làng mà Careca giới thiệu cho mình rồi mọi người ạ. Ở đây thì không có số 3 mọi người ạ, tức là không có cái trưởng làng ấy. Aqui não tem soba, né? Aqui na só tem ainda só mais velhos, né? Mais velhos ainda, ainda não se decidiram, como o bairro ainda nhó. Nhó. Então ainda não tem como ter soba já. Depois o bairro Tó, então vai ter soba. Ngôi làng này thì mình không có cái flycam để mà mình quay trên cao xuống cho mọi người xem ấy. Cái ngôi làng này thì nằm cũng khá là xa thành phố này, và nó nằm độc lập chứ không có những cái ngôi làng khác cận kề đây đâu. Ở đây thì mình cũng không biết là khoảng được bao nhiêu cái ngôi nhà ở đây nữa, nhưng mà nhìn rất là nhỏ luôn. Aqui você sabe quanto é a casa aqui? Aqui 50 e tal. 50. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ lượn một chút nha mọi người, lượn để tham quan thử coi là cái cuộc sống cũng như là điều kiện sinh hoạt ở đây nó như thế nào ấy. Đấy. Ở đây là mình có thấy được một cái ngôi nhà mới làm bằng rơm này. Cái ngôi nhà này thì mình có vẻ là nó đơn sơ đơn giản hơn cả cái ngôi nhà khác. Đấy. Mama bắt đầu này. Đấy. Bác chủ nhà ở trong này đây. Nhà đẹp. Nhà đẹp. Posso fazer vídeo, né, mamá? Đây này, ở đây là coi thử coi cả quả cây là làm như thế nào nào. Posso entrar? Pode, pode, pai. Já tô. Não sei se é mais. Pode entrar. Casa bonita. Essa casa fazer hoje? Essa casa? Não, acabou de fazer hoje, meter o capim. Isso fazer quanto tempo pode fazer isso? Ah, não, você é coisa, você tem, não tem trabalho, pode fazer dois dias. Dois dias? Ah. Agora a sede que a mamãe fez, já está quantos dias? Ah, um dia o pau, amanhã o pau. Um mês? Estamos um mês, estamos fazendo outros trabalhos. Vamos fazer outro trabalho. Hoje estamos aqui, vamos aí. Pode ficar tempo. Ok. Então ele fazer... Từ từ, làm từ từ, devagar, devagar, từ từ. Ở đây là các bác ấy là cũng sử dụng là té này mọi người, nhưng mà cái té này thì theo như mình quan sát đây là dạng như kiểu là té chưa ra ấy, đang trên nón đấy mọi người. Đấy. Té nón ở trên này thì sử dụng những cái thanh gọi là cây cò này. Của cây cò này đấy. Còn cái này là cái cỏ tranh như ở nhà mình, nhưng mà ở đây các bác ấy là lợp mái thì không có kiểu như đan tranh kiểu dạng như là đan thách từng lớp như mình ấy. Các bác ấy là sử dụng những từng bó cỏ với lẫn với tranh như thế này này, xong rồi là tập lên trên kia, tập lên cao trên kia đấy. Đấy. Ngoài tường này thì cũng dùng cỏ tranh này dựng thẳng lên như thế này, rồi dùng cái cây này nẹp lại. Đấy. Tipo casa chapa. Tipo casa chapa. Chapa. Né? Tudo caída. Já assim, né? Agora lá não tem assim. Ah. Tudo água vi, não problema, vento vi, água bater aqui não problema, não entra. Tudo aqui. Hai bác này cũng có làm cái phân như kiểu là phân chắn ở phía ngoài đây mọi người. Đây này, ngay cái khúc ở phía ngoài này này, chỗ mái đấy là chắn để có mưa khỏi tạt vào ấy. Đấy. Ở đây cũng vậy này. Đấy thì làm kiểu như có cái mái nó dài ra hơn một chút đấy mọi người. Đấy, mái dài ra đấy khoảng tầm độ được 40 phân đấy, 40 phân mái này. Mưa như thế này thì nó cũng không tạt vào ấy. Isso. Isso holo. Holo. Bình. Bình holo. Bình holo. Agora nós já vamos chamar cabaça. Cabaça. Yeah. Isso pau depois tirar, mãe. Depois vamos tirar. Depois vamos tirar. Isso pau. Sim, só para encaixar o capim, para não cair no chão. Ele trava para o capim não ficar. Torto direto, vai ficar tudo na linha. Yeah, yeah. Tá fixe. Como é que está? Yeah, tudo bom. Disposição? Yeah, tudo bom, mano. Epá, também nós estamos bem. Yeah.
Yeah. Boa tarde, pai. Yeah, yeah, obrigado. Yeah. Yeah. E aqui, coisa, aqui, nenê escola também tem que fulano carianga? Também tem que ir à carianga. Aqui quase tudo tem que ser lá no bairro grande. Aqui bairro ainda não. Aqui bairro ainda não. Não lá. Aqui água de tira onde? Água, água. Eu me lembro carianga. Aqui não temos água. Não tem água aqui? Não tem. Ué. Mesmo água do rio não tem? Não tem, não tem. Tem uma lagoa lá. Uma lagoa lá embaixo. Aí de... É longe? É. Lá da linha feira. Lá da linha feira. Não tem uma lagoa assim grande que tem que ter água. Ah, é? Tirar água de lá já que anda muito. Đây bà cái còn nói với mình là nước sạch là phải ra ngoài Carianga lấy mọi người. Từ đấy mà ra Carianga thì cũng phải tầm độ là 6 cây số ấy. Mà đi bộ ra đấy thôi chứ ở đấy thì dân họ không có xe máy hay là xe đạp gì ấy. Đấy. Cuộc sống ở đấy thì cũng khá là vất vả mọi người. Đấy. Không có điện đã đanh rồi đấy, còn không còn nước nữa. Ở phía bên này cũng có một số cái nhà đang chuẩn bị là làm ấy mọi người. Đấy cũng là nhà bằng cỏ thôi. Các bác ấy ở bên này là sử dụng không có cái như cầm kẽm hay là cái gì buộc đâu. Mà dùng cái cây giấy, không biết giấy gì đây này. Dùng buộc này. Hầu như là cái nhà nào cũng dùng cái giấy này buộc đây. Đấy. Casa Power Peak. Casa Power Peak. Casa de Pau Pique. Todo angolano fala Casa Pau Pique. Pau. Pau. Lodo. Ở đây là cũng gọi này, cũng làm theo cái hình thức là đán thạch tấm đán ấy, rồi xong rồi là tệt đất lên này. Giống như kiểu nhà mình ngày xưa ấy, thời xưa ấy, mọi người. Hầu như toàn bộ những ngôi nhà ở đấy thì mình thấy là xây còn rất là thấp hơn so với cái nhà của mình xây ở dưới nông trại ấy mọi người. Chẳng hạn như cả cái lớp gạch ở đây là chỉ có, mình đếm sơ sơ ở đây là chỉ có 10 lớp này. Đấy, 1, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lớp. Ở phía trước là 11 lớp đấy, rất là ngắn luôn. Đấy, mình ở dưới nhà mình thì mình xây tới 14 lớp, 13, 14 lớp đấy. Và ở đấy thì con xây rất là thấp. Từ ngoài cái chỗ mà đường đi vào đấy mình cũng thấy khá là nhiều nơi họ trồng sắn đấy mọi người. Dân ở đây chủ yếu chắc là thu nhập từ sắn, với cả là trời mưa tới thì có lẽ là trồng thêm những cái loài hoa màu như đậu rồi thì ngô hoặc là lạc ấy. Sắn thì người ta cũng ngâm đây rồi này. Đấy. Cái sắn này thì chắc cũng là vừa mới ngâm thôi. Đi xua anh đã nộp. Dạ. Đấy. Quanh quanh đấy thì khoảng tầm đồ là chưa tới 50 cái nhà đâu mọi người ạ. Mình nghĩ là như thế. Từ cái nhà cỏ của cái bà gái kia từ đấy là hết rồi mọi người. Từ cây xoài này là hết rồi. Đây mình cũng có xin phép một anh bạn vào đấy để xem thử coi là ở phía trong nhà này có cái gì không mọi người. Ở trong này thì cũng chẳng có gì này. Họ thì làm giường ở bằng những cái cây như thế này. Trông có vẻ là rất là xộp xẹp luôn. Đấy. Ngoài ra thì có mua được một tấm nệm mút ấy, trải lên như thế này. Mùa này là mùa nắng ấy, mùa khô ấy thì mình nghĩ là có thể tạm ở được chứ. Mà từ cái mùa mưa thì coi này, nó rột. Đấy, lỗ nó đủng rất là nhiều chỗ luôn. Đấy, Kareka đi đâu về đây? Kareka, phát xe kể. Wow, ơi, áo ơn đi tên. Ô xe roba. Presente. Presente. Dạ. Quem dá? O povo aqui. Ah. É mais velho também. Có một số người họ cũng đi thu hoạch được cái mật ong này mọi người. Đấy. Nhìn ngon không? Ngon. Cả cuối à. Tem muito? Pai, tem muito? Esse é um bocado. Não tem para vender? Quero vender um bocado. Muito. Muito, muito. Assim, assim tem, nesse tempo tem muito, não tem muito, né? Nada, muito não. Mamãe não quer vender lá bocado. Assim vai ter vender como? Mamãe fala. Depois não consegui para fazer. Assim espremer. Yeah. Agora espremer, vamos fazer como assim.
Yeah. Vamos experimentar yogi pequeno. Então vai outro dia quando tem tempo. Nunca vamos ver mais. Não tem. Tá aqui, vamos aproveitar. Ah. Nhưng mà được ít thì mua làm sao? Ít vô cùng. Tại sao? Quý à? Ngon. Ngày hôm nay thì hai anh em là gọi là thất bại rồi mọi người ạ. Tính đi mua lợn này, rồi mua cái giống đầu mà trông lên kiểu như thân cây ấy, nhưng mà không có đây. Ở đấy thì họ không bán. Với cả là muốn mua một ít cái bông bó mọi người sẵn, nhưng mà ở đây không bán này. Hai anh em nói chung là hôm nay đi không được việc gì đây, nhưng mà cũng được một điều là mình lại được khám phá thêm một ngôi làng mà cũng gần ngay với cả thành phố Đà Lạt Tan Đu mình. Đấy, ở một nơi gần như thế này nhưng mà lại cuộc sống thì cũng đang còn rất là thô sơ, rất là khó khăn luôn. Bây giờ thì mình với cả Carica là có lẽ phải quay trở về thôi. Tại vì là đi bộ từ đây mà ra chỗ để xe khá là xa mọi người. Nên là mình cũng xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại ngày mai.